Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ có chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, đã bước vào cuộc đời này, ắt phải có ngày chết. Đó là chân lý, đó là định luật của đời sống con người. Và như vậy, chết là một lẽ thường tình của một kiếp nhân sinh. Tuy nhiên điều mà chúng ta cần đặt ra đó là: chết rồi sẽ đi đâu? Bên kia cái chết là gì? Trong tin mừng ngày hôm nay tường thuật cho chúng ta một cuộc tranh luận về giáo lý giữa phái Sa-đốc và Chúa Giê-xu. Phái Sa-đốc thì họ mỉa mai về sự sống lại, còn Chúa Giê-xu thì khẳng định tín điều ấy. Và chúng ta chẳng cần đi sâu vào chi tiết cuộc tranh luận đó làm chi. Điều mà chúng ta quan tâm hơn là hãy suy nghĩ về niềm tin của mình. Vấn đề thực tế đối với chúng ta là chúng ta có tin sự sống lại hay không? Như quý bà và anh chị em được biết được rằng, trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người Sa-đốc họ đã dựa vào khoản luật của Môi-se để đặt ra một câu chuyện lỗ bịch, chế giễu Chúa Giê-xu. Đó là một người đàn ông, nếu đã có vợ mà chưa có con, chết rồi, thì đúng luật là người em hay người anh phải tiếp tục lấy người đó. Và có lẽ như cũng bảo chị em biết, chắc chắn trong cuộc đời thường không có cái chuyện này xảy ra. Nhưng mà họ đặt ra cái điều mà có thể người anh hay người em lấy chồng hay lấy vợ của người anh hay người chị của mình một đời là một lên một lần nữa là thấy đâu đã hiếm hoi rồi. Còn huống hồ chi lấy tới 7 lần. Và tôi nghĩ chứ nếu mà lần thứ hai, lần thứ ba thì chắc mấy người em này nghĩ rằng cái bà này bà đã gọi là số sát phu như thế thì lấy chi nữa, đúng không? Sát phu như thế chúng ta thấy gọi là người vậy. Nếu vậy cái này là câu chuyện hoàn toàn lỗ bịch, nhưng họ đưa ra để họ muốn gài Chúa Giê-xu, để họ coi Chúa Giê-xu trả lời cho họ như thế nào. Vậy rõ ràng chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giê-xu, Ngài đã khẳng định rằng có sự phục sinh, đồng thời cũng giải thích được những đặc tính của sự phục sinh và mà biện luận cho phái Sa-đốc đơn giản. Và như chúng ta biết là căn cứ theo bộ ngũ thư mà người Sa-đốc họ bài bác niềm tin vào sự sống lại. Vì thế Chúa Giê-xu đã viện dẫn cho họ về sách xuất hành. Trong đó chúng ta có nói tới, chúng ta thấy cái hình ảnh mà Chúa đã hiện ra trong cái bụi lửa, trong bụi gai.
bụi gai cháy như thế mà không có cái bụi gai nó không tàn lụi đi. Để muốn nói tới Thiên Chúa có một cái sức mạnh và có một cái để cho mọi người thấy rằng Ngài đã dạng tạo dựng mọi thứ và Ngài làm được mọi chuyện. Và Chúa đã tỏ cho ông Môi-se được rằng, và Chúa nói là ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Và Chúa Giê-xu đã rút ra câu kết luận: Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người tất cả đều đang sống. Vậy có nghĩa là Thiên Chúa vẫn thường hằng có mối quan hệ với Abraham, với Isaac, với Jacob, dù cho các tổ phụ này đã chết từ lâu rồi. Vì thế, dù những người công chính này đã chết đi trên bình diện thể lý, họ vẫn đang sống, thật sự sống trong Thiên Chúa và mong chờ cuộc phục sinh. Và Chúa Giê-xu cũng vạch ra cho họ thấy về cái sự sai lầm của họ. Chúa nói rằng con cái đời này thì cưới vợ, lấy chồng, còn những ai đáng hưởng đời sống sau và sống lại từ có chết thì sẽ không còn cưới vợ, lấy chồng, bởi họ được như thiên thần và nên con cái của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã phán chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Và ai sống tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Vậy Thiên Chúa của chúng ta đã làm chủ sự sống. Vậy Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúa là Thiên Chúa của tôi nếu tôi không đang sống. Nghĩa là nếu tôi đang ở trong tương quan mật thiết với Ngài, Thiên Chúa của kẻ sống có nghĩa là đối với người tất cả đều đang sống. Vậy nếu mà tôi cắt đứt đi cái tương quan đối với người, tức là tôi chết, như thế thì Thiên Chúa sẽ không thể là Thiên Chúa của tôi nữa. Vậy kính thưa quý bà và chị em, muốn được sự sống đời đời, muốn được sự sống trong ngày sau hết, thì mỗi người Kitô hữu chúng ta cần phải đặt trọn niềm tin và phó thác nơi Thiên Chúa, sống tương quan mật thiết với Chúa, thực thi lời Chúa dạy, sống công bình, bác ái, và hãy loại bỏ đi những cái hành vi gian ác, lối sống xa hoa, những lời nói gian tà, những tình cảm bất chính, những đam mê trần tục, không chiều theo cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Thật vậy, Chúa là sự sống lại và Chúa đã ban cho chúng ta sự sống. Vậy chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta đi trên con đường lối của Chúa. Chúng ta biết tin tưởng, phó thác nơi lòng thương xót của Chúa để cũng được sống lại trong ngày sau hết. Có lẽ từ đầu tháng 11 chúng ta nhớ tới là tháng này là tháng cầu cho các linh hồn. Và có lẽ trong những ngày vừa qua, quý ông bà chị em chúng ta đã có dịp ra ngoài nghĩa trang để chúng ta cùng cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, hay chúng ta viếng ngoài nghĩa trang đó. Chúng ta ra đó để chúng ta muốn xác định lại cái kinh tin kính mà chúng ta vẫn hay đọc, để chúng ta xác định được rằng giáo hội thông công. Giáo hội thông công đây là chúng ta tin những người chết sẽ sống lại, và bây giờ những người chết rồi họ chưa có thể nào làm được gì nếu họ còn trong lửa luyện ngục, cho nên họ đang cần cái lời cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy cho nên giáo hội đã nói cho chúng ta là trong từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 của tháng 11, nếu chúng ta đi ra ngày nghĩa trang, chúng ta đọc một kinh lạy cha, đọc một kinh tinh kính, cầu cho các linh hồn, cầu theo ý của Đức Giáo Hoàng, và chúng ta tham dự thánh lễ cũng như xưng tội, rước lễ, thì chúng ta sẽ được ơn toàn xá. Và cái ơn toàn xá này chúng ta dành để cứu cho những linh hồn nơi lửa luyện ngục. Chúng ta cũng đã nghe cái bài đọc 1, khi 7 anh em đã dám sẵn sàng chết bởi vì không có muốn bị bỏ đi, từ chỗ đi cái niềm tin của mình. Và 7 anh em đó đã được ơn từ đạo, bởi vì họ nghĩ rằng qua cái chết này nó còn có một cái sự sống, một cái tốt đẹp hơn, cho nên họ bất chấp cái chết khi mà nhà vua đã bắt họ chết. Vậy kính thưa công bà Vĩnh Trang, có lẽ giáo hội cũng không gọi chúng ta từ đạo một cách quá khó khăn. Từ đạo bây giờ mà chúng ta ra ngoài chặt đầu hay là tứ má phanh thây của thời đại ngày nay không còn nữa. Thế nhưng chúng ta được từ đạo trong lối sống và cách nghĩ của chúng ta. Mỗi lần chúng ta có những cái hy sinh khi mà chúng ta bị hiểu lầm, đó là những chúng ta đang bị từ đạo đó. Chúng ta cũng sống niềm tin và
hãy cho mọi người thấy được rằng tôi bị vu khống, tôi bị thế này thế khác, nhưng tôi vẫn yêu người đó, hay tôi vẫn tha thứ cho người đó, bởi vì chính Chúa đã dạy cho chúng ta. Hay là ngày hôm nay chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta có thể nói một cái điều gì đó tốt đẹp cho những người xung quanh. Đó là một cách chúng ta tạo dựng nên cái mối tình bác ái. Chúng ta là sống đạo giữa đời. Vì ước gì qua thánh lễ ngày hôm nay và trong những ngày cuối năm, giáo hội đang nhắc nhở tới chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn chúng ta để đón Chúa. Ước gì qua cuộc sống đạo mỗi ngày của chúng ta, qua những hy sinh nhỏ bé, qua những việc cầu nguyện cụ thể, qua những việc mà chúng ta đi cố gắng tạo được nhiều ơn toàn xá để chúng ta cứu cho các linh hồn. Đó là chúng ta đang sống với niềm tin, tin xác loài người ngày sau sống lại. Phải ước gì qua cái niềm xác tín mà chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau như thế, để chúng ta nói lên giáo hội thông công, người chết cầu nguyện cho người sống, cầu nguyện cho người chết, người chết khi lên thiên đàng rồi họ sẽ là cầu nguyện lại cho tất cả mọi người chúng ta. Vì ước gì qua thánh lễ này, xin Chúa thứ tha tội lỗi chúng ta và xin Chúa cho chúng ta được sống trọn vẹn làm con của Chúa cho xứng đáng. Amen.